Bạn có biết chiếc bánh giò bạn ăn hàng ngày có chứa bao nhiêu calo không? Ăn nhiều thì có bị mập không? Bánh giò là một trong những món ăn xế phổ biến của người dân Việt. Một chiếc bánh giò thơm ngon với phần vỏ làm từ gạo tẻ và nhân bánh được làm từ thịt, trộn nấm mèo cùng với trứng cút. Vậy ăn bánh giò sẽ nạp bao nhiêu calo và có dễ làm tăng cân không? 1. Bánh giò bao nhiêu calo? Một chiếc bánh giò thông thường sẽ chứa lượng calo nằm trong khoảng 400 đến 445 calo. Lượng calo sẽ thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu có trong bánh giò. Bảng calo chi tiết của các thành phần trong bánh giò như sau. Bột gạo 100g chứa 178 calo. Nấm mèo 100g chứa 45 calo. Thịt nạc 100g chứa 75 calo. Gia vị các loại 100g chứa 72 calo. 2. Bánh giò chay bao nhiêu calo? Bánh giò chay được nhiều chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu và chỉ ra sẽ có lượng calo thấp hơn loại bánh giò thông thường. Vì trong bánh giò chay chỉ chứa thành phần là bột gạo và hạt mộc nên lượng calo sẽ rơi vào khoảng 200 calo cho mỗi bánh. Bánh giò là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng tuyệt vời cho những người đang giảm cân. Bên cạnh đó, bánh giò chay không nên ăn kèm với các thực phẩm chứa nhiều calo, mà chỉ nên kết hợp với dưa leo hay dưa chua để tránh việc thừa calo dẫn đến tăng cân mất kiểm soát. 3. Ăn bánh giò có mập không? Như bạn đã biết, một chiếc bánh giò thông thường trung bình sẽ chứa khoảng 400 đến 450 calo. Đây là mức calo tương đối chấp nhận được đối với một loại món ăn. Tuy nhiên, nếu một ngày bạn ăn khoảng 2 đến 3 cái bánh giò thì dễ gây ra nguy cơ béo phì cao vì lượng calo không thể chuyển hóa kịp khiến mỡ thừa tích tụ. Chính vì vậy, với câu hỏi ăn bánh giò có mập không thì câu trả lời là tùy thuộc vào cách bạn ăn. Nếu bạn sợ bị tăng cân và tích tụ mỡ thì chỉ nên ăn một cái bánh giò mỗi ngày. Bên cạnh đó, bạn hãy kết hợp tập thể dục và vận động nhẹ để đốt cháy lượng calo đã nạp vào cơ thể. 4. Gợi ý cách ăn bánh giò mà không lo béo. Thời điểm ăn bánh giò thích hợp. Thông thường, lượng calo nạp vào mỗi ngày cần thiết đối với nam là 2.500 calo và nữ là 2.000 calo, trong đó buổi sáng chỉ nên 400 calo. Chính vì vậy, bánh giò thích hợp với việc ăn vào buổi sáng và chỉ nên ăn một cái. Bánh giò sẽ là nguồn cung cấp năng lượng tràn đầy cho bạn khởi đầu một ngày năng động. Tuy nhiên, cần tránh ăn bánh giò vào buổi tối vì sẽ dễ gây đầy bụng và khó tiêu. Kết hợp tập thể dục. Tập thể dục sẽ giúp bạn đốt cháy được lượng calo từ bánh giò, giúp giảm tích tụ mỡ thừa. Tuy nhiên, bạn nên tập 2 tiếng sau khi tiêu thụ bánh giò để tránh các vấn đề về đường dạ dày và đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, tập thể dục còn thúc đẩy cơ thể trao đổi chất với môi trường, giúp nâng cao sức khỏe hơn. 5. Một số câu hỏi liên quan. Có được ăn bánh giò trong khi giảm cân? Mặc dù bánh giò chứa lượng calo tương đối cao, nhưng nếu ăn đúng cách thì sẽ không gây thừa năng lượng quá nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn đang trong chế độ giảm cân, thì việc tiêu thụ bánh giò là điều không nên vì bánh có chứa hàm lượng tinh bột, chất béo tương đối cao. Thay vào đó, bạn nên bổ sung các loại thực phẩm có chứa ít tinh bột, dầu mỡ để quá trình giảm cân đạt được kết quả tốt hơn. Ăn bánh giò có gây nóng cơ thể? Các thành phần trong bánh giò hoàn toàn không gây nóng trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn là người dễ tăng nhiệt trong cơ thể, thì có thể ăn kèm với các loại thực phẩm xanh và nước giải nhiệt. Đồng thời, bạn hạn chế ăn quá nhiều bánh giò cùng một lúc để tránh tình trạng bị đầy bụng, khó tiêu cho cơ thể. Bánh giò để qua đêm còn ăn được không? Bạn muốn để bánh giò qua đêm thì nên đặt bánh trong tủ lạnh hay tủ đá để bảo quản, không nên đặt ở nhiệt độ phòng sẽ dễ dẫn đến ôi thiêu. Khi muốn ăn, bạn chỉ cần hâm nóng bánh giò bằng nồi hấp trong khoảng 15 phút là được. Bánh giò ăn kèm với gì? Bạn có thể ăn kèm bánh giò với các loại thực phẩm hấp dẫn khác như chả cá, chả cốm, thịt viên. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi mix các loại đồ ăn này với nhau vì có khả năng gây thừa năng lượng khá nhiều.